việc 39 người tử vong trong container tại hạt Essex, ngoại ô London, Anh. Nghi có nạn nhân là người Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những thông tin liên quan đến danh tính các nạn nhân và số phận của những người được cho rằng mất tích tại Nghệ An, Hà Tĩnh, dư luận cũng quan tâm đến việc điều tra, xử lý những kẻ môi giới tổ chức người khác đi nước ngoài trái phép. Đáng chú ý, ngày 31 tháng 10, ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An, xác nhận việc người thân gia đình chị TTN, 19 tuổi, trú tại xã Hưng Đông, một trong những gia đình được gia đình trình báo mất tích, cho biết là có người môi giới trả lại cho gia đình số tiền là hơn 1 tỷ đồng sau khi mà chị N mất liên lạc trên đường đi Anh. Tuy nhiên thì bố mẹ của N không nói ra thông tin trên và vẫn đang giấu. Kể cả khi gặp phóng viên báo chí, bố của chị N vẫn từ chối chia sẻ về thông tin trên. Dù thông tin ấy nếu thật sẽ là manh mối để tìm ra những đối tượng môi giới, tổ chức người khác đi nước ngoài trái phép, dư luận đặt câu hỏi vì sao gia đình chị N nhận lại 1 tỷ đồng lại giấu đầu mối trả lại tiền. Chiều 30 tháng 10, ông Trần Anh Tấn cho biết tại địa phương này có chị TTN đang mất liên lạc với gia đình, trùng hợp với thời điểm phát hiện 39 thi thể trong thùng container ở Anh. Trước đó thì tối ngày 29 tháng 10, đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình của ông là bố của chị N sau khi nhận được đơn trình báo về việc con gái của ông mất liên lạc nhiều ngày qua. Cán bộ y tế cũng lấy máu thân nhân của chị N để gửi đi xét nghiệm, phục vụ quá trình nhận diện các nạn nhân ở Anh. Theo ông Tấn, thì qua nắm bắt từ gia đình, được biết là gia đình ông có hai chị em gái song sinh vừa đi xuất khẩu lao động. Hai con gái của ông không qua trung tâm môi giới xuất khẩu lao động hoặc cơ sở có pháp nhân được cấp phép. Việc đi lao động nước ngoài theo hình thức đi du lịch xuất phát từ quan hệ cá nhân. Để mỗi con đi sang nước ngoài, gia đình ông phải chi hơn 1 tỷ đồng. Theo đó, trong giấy viết cam kết đưa con em qua Anh làm việc có ghi mức tiền mỗi người đi chót lọt là 47.000 USD, hơn 1 tỷ đồng. Việc giao dịch này với người môi giới, gia đình không báo cáo với xã. Sau khi chị N mất liên lạc, người môi giới đi xuất khẩu đã trả lại hơn 1 tỷ đồng cho gia đình và tắt điện thoại, cắt liên lạc với gia đình, ông Tấn thông tin. Ông Tấn cho hay là xã đã phối hợp với cơ quan chức năng xác minh trường hợp con gái của ông Ca mất liên lạc kể từ ngày 23 tháng 10 và đang chờ kết luận về việc chị N có nằm trong số 39 nạn nhân trong vụ việc hay không. Được biết là hai chị em N đi cách nhau khoảng nửa tháng. Hiện tại thì người chị đang ở Hy Lạp, còn N đi sau, gia đình vẫn chưa thể liên lạc được. Qua tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tại các gia đình ở huyện Yên Thành, Nghệ An cũng cho thấy các gia đình này phải vay mượn tiền, cầm cố sổ đỏ để đóng hàng trăm triệu đồng cho người môi giới để con em của họ qua Anh làm việc. Theo phản ánh của một số gia đình ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có con em mất liên lạc khi đi qua Anh từ đầu tháng 10 năm 2019. Họ gọi cho người môi giới đưa con em họ đi cũng không được. Trước đó thì ngày 22 tháng 10, họ nhận được điện thoại từ số là 036XXX223 là người môi giới đưa những lao động nói trên đi Anh, thông báo người thân đang trên đường qua Anh, gia đình cần chuẩn bị nộp tiền. Trao đổi với phóng viên Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, việc xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam ra nước ngoài hoặc người nước ngoài vào Việt Nam phải thực hiện theo quy định về thủ tục xuất nhập cảnh để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Việc tổ chức người trốn đi nước ngoài trái phép là hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý hình sự. Sự việc 39 người tử vong trong container ở Anh gây chấn động thế giới. Từ đó cũng phơi bày ra một thực trạng tồn tại bấy lâu nay là những tổ chức môi giới đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép tồn tại ở nhiều địa phương gây mất an ninh trật tự, đe dọa đến an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác. Bởi vậy, hiện nay cơ quan điều tra ở nhiều địa phương đang có các kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý các đối tượng môi giới, tổ chức người khác đi ra nước ngoài trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật, tránh những hậu quả đáng tiếc như vậy xảy ra. Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, cho dù gia đình chị N có giấu thông tin nhận 1 tỷ đồng từ người môi giới, thì N mất liên lạc sau vụ việc xảy ra tại Anh, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc thỏa thuận số tiền 1 tỷ đồng trên để đưa người khác ra nước ngoài.
trong trường hợp có căn cứ cho thấy số tiền đó là chi phí để thực hiện hoạt động đưa người ra nước ngoài trái phép thì sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý các đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép theo quy định của pháp luật. Những đối tượng chủ mưu cầm đầu, giúp sức, xúi giục và những đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội đều sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm.